ai biết ai. Em xin giới thiệu, đây là máy nghe nhạc model là Sony MD-7000. Sony MD-7000 được sản xuất năm 1993, nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thương hiệu Sony. Với những gì tinh túy nhất, những vì hay nhất và những linh kiện tốt nhất, Sony đã tích hợp vào cái máy nghe nhạc này. Với thiết kế cực kỳ sang trọng, hướng cổ điển châu Âu, được design bởi nhà thiết kế Ruggiero của Ý. Bên em về thì có 5 cái máy nghe nhạc Sony MD-7000 và một cái duy nhất Sony D-3000. Tất cả đều được design bởi nhà thiết kế Ruggiero của Ý, nên những cái thiết kế này có hướng cổ điển, giống như những kiểu châu Âu, máy nghe nhạc kiểu châu Âu. Ở đây là Celerity 1, thì ở đây là Celerity 2, là những phiên bản đặc biệt. Với số lượng sản xuất ít ỏi trên thị trường và giá xuất xưởng cực kỳ đắt đỏ, Sony đã thiết kế, đã tạo nên một cái máy nghe nhạc với những linh kiện tốt nhất, hay nhất để tích hợp vào cái máy này. Hai bên hông của nó là hồi gỗ bóng đàn piano như vậy, cực kỳ sang trọng. Những cái máy này phải nói là ngoại hình cực kỳ xuất sắc nha, hàng đâu giá mạng, ngoại hình đẹp như mới, xuất sắc vô cùng. Bên em về 5 cái máy như vậy, nhưng mà 4 cái là không có khiển zin, duy nhất một cái có khiển zin theo đây. Đây là một cái đặc biệt duy nhất trong 5 cái về có khiển zin theo vàng. Mình đang nghe một đoạn link test qua CD. Chút xíu em sẽ test qua chức năng MD cho các anh tham khảo luôn nha. Dàn này chức năng chính là CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau dàn có ngõ line in, line out để mình kết nối với điện thoại, TV, máy tính. Tất cả các sách AV, line in, line out này đều mạ vàng cực kỳ đẹp và sang trọng. Có cái nút chỉnh tăng bass giống như súp điện gì đó. Mình có thể chọn tăng bass từ thấp tới cao tùy theo nhu cầu. Model Sony MD-7000 công suất 50W, made in Japan. Hình thức đẹp xuất sắc, hàng đấu giá mạng. Anten thì em đã dương sẵn rồi, chút xíu mình sẽ test. Sony FM tần số là 90MHz nha, nên mình sẽ bắt được một đài ở tần số 90, 89, 90. Còn AM thì mình bắt full, phía sau có nơi để mình gắn anten vào. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm điện nha. Lưu ý giúp em, hàng nội địa Nhật sử dụng điện 100V. Em sẽ cho các anh nghe thêm một đoạn lip test qua CD, sau đó mình sẽ qua MD. Với hệ thống âm thanh xử lý 8 tầng lọc nên cho chất lượng âm thanh rất là hay, nhất là các anh nghe nhạc số. Ngày thơ tôi kể người nghe một chuyện tâm tình. Nửa đêm giá lạnh bỗng nghe âm một tình thương trong tim. Sương rớt trên vai qua ngõ hôn trái vào lòng đêm dài. Gác sông biên thủy một cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua. Với giá xuất xưởng cực kỳ đắt đỏ, nhưng khi về Việt Nam giá thành cực kỳ dễ chịu. Đối với những cái máy nghe nhạc không có khiển zin thì em bán giá là 5,5 triệu. Riêng duy nhất một cái máy có khiển zin em bán giá là 6,5 triệu. Các anh cân nhắc trước khi mình quyết định mình chọn dàn có khiển zin hay không. Em xin nhắc lại, giá bán là 6,5 triệu khi có khiển zin, và không có khiển zin là 5,5 triệu. Riêng Sony D3000 em bán
là 4 triệu, các anh có thể chọn 3.000 hoặc 7.000 tùy cái túi tiền, tùy cái gu và tùy cái sở thích của anh. Thích chất âm của 3.000 nhưng các anh lại thích chất âm của MD 7.000. Hàng nguyên bản sử dụng điện 100V, hình thức cực kỳ đẹp. Ở đây nó có 1, 2, 3. Học trò còn buồn vu vơ. Với 2 lo chính và 1 lo sức nha. Tổng cộng mình có 3 lo. Chiều cao từ dưới lên là 22cm, hậu sâu 24cm và chiều ngang là 52cm. Ở đây có nút ơ phanh luôn. Các anh lưu ý giùm em, mình không được dùng tay, mình vẽ sẽ làm kẹt cơ. Mình ở mình nhắn vào nút này để cho nó bật lên bật xuống. Cái nắp thì bên đây nó bật xuống, thì bên đây em để dựng lên như vậy để các tham khảo. Đây hồi gỗ hai bên cực kỳ đẹp như vậy. Chắc âm thì khỏi bàn, cực kỳ ấm. Các em có thể trang trí trưng bày, sử dụng những cái máy nghe nhạc như vậy, giá trị sẽ tăng theo năm tháng. Vì sao? Thứ nhất, mức xuất xưởng của những dàn máy này cực kỳ đắt đỏ, về Việt Nam lại rẻ hơn túi tiền. Thì còn gì bằng mà các anh không chọn những cái như vậy để mình sở hữu. Cái thứ hai là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Sony. Số lượng sản xuất trên thị trường có hạn nên mình sở hữu nó thì mình sau này sẽ được những món đồ cổ có giá trị theo năm tháng. Những cái gì cổ, những cái gì độc, những cái gì hiếm, những cái gì kỷ niệm thì nó sẽ chỉ tăng giá trị lên. Khi mình giữ những món độc như vậy thì giá trị nó sẽ tăng theo năm tháng, đúng không? Thì đó là nói về cái cảm quan, về cái sở hữu thôi. Còn về cái chất lượng âm thanh thì rất đáng đồng tiền để các anh mua về. Với giá 6,5 triệu, có khiển và 5,5 triệu, không khiển thì mình còn chần chờ gì nữa. Giá thành cực kỳ rẻ, đã sở hữu ngay những cái máy cực kỳ đẹp như vậy. Phía sau thì có ngõ layout, các anh có thể kết nối được TV nè, điện thoại nè, máy tính bảng và chỉnh bass được. Có ngõ cắm anten để mình nghe AM, nếu FM thì mình dương cái anten này lên mình bắt được một đài. Còn ở trên đây rất là nhiều tùy chỉnh, kết rất là nhiều tùy chỉnh ở trên này và chỉnh phương chức năng qua rồi đó. Bát ấm cực kỳ chắc, không hề thua những dàn trung cao cấp nào cả. Lối xưa đông ước vọng đến người. Em sẽ test một bài nhạc của Chế Linh và Thanh Tuyền cho các anh tham khảo rồi mình kết thúc tiếp test. Hát nửa đi hương, hát điệu nhạc buồn, điệu nhạc. Các anh có thấy tiếng bass nó ra như thế nào cực kỳ hay. Thật sự các anh không mua những cái mẫu như vậy rất là tiếc. Hát nửa đi hương, hát lại bài ca tiễn anh lên đường. Ngày đào binh chưa biết còn bao lâu. Cuộc phân ly mây lắm. Em sẽ hạ xuống cho các anh tham khảo cái nắp mặt trên. Hàng vừa về tới em chưa kịp vệ sinh luôn, bụi còn đóng xung quanh nó rất là nhiều nhưng mà nó đẹp xuất sắc như vậy. Em sẽ lay MD cho các anh tham khảo luôn nha. Đây em đã bỏ đĩa MD. Đĩa MD bên em có bán, bên em có chép theo cầu. Các anh nào có nhu cầu mua MD chép nhạc theo ý thích thì liên hệ em. Bên em đĩa MD là đĩa tuyển, có hộp đẹp xuất sắc. Còn... vậy là chức năng CD MD tất cả đều hoạt động ok. Mình đang lay qua MD nha, đang chọn ở mục MD đây. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Cái nào mua hàng thì liên hệ em nha. Em xin nhắc lại, em có 5 cái MD 7.000 và 1 MD, 1 cái Sony D 3.000. Các có nhu cầu mua cái nào thì liên hệ em.